Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc Khánh Việt Nam, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2022. Đây là một trong những ngày lễ lớn hàng năm của đất nước. Sài Gòn Mãi Nhớ mời cả nhà mình cùng dạo quanh một vòng Sài Gòn xem có gì đặc biệt không nha cả nhà. Tại khu vực Dinh Độc Lập, cả nhà có thể nhìn thấy quang cảnh người dân Sài Gòn và du khách tụ họp về đây tham quan, vui chơi ngày lễ tháng 9 rất đông đúc. Dinh Độc Lập này là nơi cố Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng ở từ tháng 10 năm 1967 đến ngày 21 tháng 4 năm 1975 đó cả nhà. Ngày nay, Dinh Độc Lập trở thành di tích quốc gia, được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan. Và nơi đây cũng là nơi hội họp, tiếp khách cấp cao của nhà nước. Dọc theo đường Alexandros chỗ này, cả nhà cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều du khách và người Sài Gòn, nhất là người trẻ, tập trung ra đây vui chơi rất nhiều. Giờ chúng ta qua tới khu vực Hồ Con Rùa nha cả nhà. Công việc lát đá dĩa hè ở khu vực Hồ Con Rùa hiện nay đã hoàn tất, nên khu vực này hiện nay rất khang trang. Nơi này dự kiến sẽ trở thành phố đi bộ trong thời gian tới. Và giờ thì Sài Gòn Mãi Nhớ đã tới nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Sài Gòn.
khu vực này cũng có rất đông người Sài Gòn và du khách xuống đường đi chơi lễ. Chiếc xe bus màu đỏ này là Sài Gòn City Tour, phục vụ du khách tham quan khám phá những địa điểm di tích của Sài Gòn trong ngày. Và đây là hình ảnh khang trang tại đại lộ Lê Lợi, quận Nhất đó cả nhà. Có thể nói, sự kiện đặc biệt trong kỳ lễ 2 tháng 9 2022 năm nay tại Sài Gòn, đó chính là sự kiện thông xe đường Lê Lợi, từ ngã tư Pasteur đến chợ Bến Thành. Vào chiều ngày 31 tháng 8 năm 2022, sau rất nhiều năm bị rào chắn để phục vụ cho dự án làm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Chỗ này là đường Nguyễn Huệ, đây là khu vực bùng binh bồn kèn, vòng xoay cây liễu của Sài Gòn hồi xưa đó cả nhà. Đây là ngã tư Lê Lợi - Pasteur. Quán kem Bạch Đằng, nổi tiếng một thời, đã trở lại phục vụ quý khách rồi đó cả nhà. Đại lộ Lê Lợi đã được khôi phục lại, rất khang trang, rộng lớn rồi cả nhà ơi. Và đến đây là ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
những bồn hoa trên đoạn đường này đã được thiết kế sẵn. Tuy nhiên hiện nay thì chưa có hoa. Tương lai có thêm những màu sắc rực rỡ của hoa trên đường nữa thì con đường này càng trở nên lung linh rực rỡ ha cả nhà. Đây là cửa đông chợ Bến Thành, cả nhà có thể nhìn thấy có những chiếc xe Jeep đang cho thuê tại đây đó cả nhà. Đây chính là Jeep Tour Sài Gòn. Ở đầu video, cả nhà cũng có thể thấy Jeep Tour này cũng có đưa khách tham quan đến chỗ Dinh Độc Lập đó cả nhà. Đây là công trình xây dựng nhà ga, chỗ công trường Quách Thị Trang và phía trước chợ Bến Thành. Hiện cũng vẫn còn đang tiếp tục hoàn thiện. Dự kiến đến cuối năm 2022 này sẽ chạy thử tuyến metro và hoàn tất đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2023. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.